Để góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục tăng cường nguồn lực cho đầu tư công. Ngay từ đầu năm, không khí ra quân thi công tại các dự án trọng điểm, động lực đã được tổ chức rầm rộ. Khởi công tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư 986 tỷ đồng. Đến nay, dự án khu công viên phần mềm số 2 đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Trong đó, riêng khối nhà ICT1 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 8 tới. Đây không chỉ là địa chỉ mới về thu hút đầu tư, mà còn là nơi khởi sự doanh nghiệp cũng như đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ ngay sau Tết. Công viên phần mềm số 2 đã và đang là cái công trình động lực trọng điểm của thành phố. Chúng tôi cũng đề nghị ban quản lý các dự án công trình dân dụng và công nghiệp với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án thì tiếp tục có nhiều cái biện pháp tổ chức thi công linh hoạt, sáng tạo và với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao để mà đẩy nhanh cái tiến độ và đảm bảo hoàn thành cam kết tiến độ cũng như là giải ngân cái vốn đầu tư cho công trình này. Chúng tôi cũng đề nghị là các đơn vị tư vấn, rồi đặc biệt là các đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Xây dựng, v.v. Sẽ quan tâm đến cái việc đôn đốc tiến độ cũng như là kiểm tra chất lượng kỹ thuật của công trình để đảm bảo là khi đưa vào sử dụng vừa đảm bảo tiến độ nhưng vừa đảm bảo cái chất lượng kỹ thuật như là yêu cầu vốn có của công trình này. Từ cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công bố kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 với hàng loạt các dự án đầu tư được điều chỉnh, phân bổ vốn để tập trung thi công hoàn thành trong năm 2022. Theo đó, năm nay, Đà Nẵng phân bổ tổng vốn đầu tư phát triển hơn 7.880 tỷ đồng, trong đó có 30 công trình đầu tư mới với tổng vốn hơn 532 tỷ đồng. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các dự án đã bắt tay ngay vào công việc để đẩy nhanh tiến độ. Từ lúc ra Tết, ngày mùng 6 Tết, thì nhà thầu đã thực hiện ngay, triển khai ngay cái việc ra quân. Đấy, và đến nay là cũng đã được mấy ngày rồi, thì hiện nay là máy móc thiết bị và công nhân đã tập kết đầy đủ để phục vụ và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện nay, Sở Xây dựng thành phố cũng đã chủ động xây dựng phương án hướng dẫn hoạt động thi công xây dựng trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Các giải pháp tổng thể triển khai dự án cũng đã được các đơn vị địa phương bắt tay thực hiện. Trong đó, nút thắt về giải phóng mặt bằng tại các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, động lực sẽ tiếp tục được tập trung tháo gỡ để các dự án có thể thi công đảm bảo tiến độ đề ra.